Đây là một bộ phim kinh dị, nổi danh là ác mộng thời thơ ấu của hàng triệu người. Nếu đã xem qua bộ phim này, chắc chắn bạn sẽ không thể quên được sự sợ hãi khi nhìn thấy những con quái vật trong phim. Chào cả nhà, tôi quay lại rồi đây. Hôm nay tôi sẽ review kỹ bộ phim Ngọn đồi câm lặng. Hãy chuẩn bị tâm lý trước khi vào xem. Mở đầu, nữ chính Rose hốt hoảng đi tìm con gái Sharon. Cô bé đang đứng trên vực thẳm, ánh mắt lờ đãng, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía trước. Trong mắt Sharon, dưới đáy vực là một công trường sắt thép ngổn ngang, lửa không ngừng bùng cháy. Một cô bé mỉm cười nhìn Sharon. Đúng vào lúc cô bé chuẩn bị nhảy xuống vực, Rose chạy tới cứu Sharon kịp thời. Sharon gào thét trong đau đớn. Cô bé không ngừng nhắc tên một địa danh, Ngọn đồi câm lặng. Như thể đó mới là nhà của cô bé. Chris, chồng của Rose, cũng chạy tới. Qua lời nói chuyện của họ, chúng ta biết được Sharon không phải là con gái ruột của họ, mà cô bé được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Hơn nữa, đây không phải lần đầu Sharon mộng du. Rose cảm thấy mỗi lần Sharon mộng du, trong đầu sẽ nhắc tới ngọn đồi câm lặng. Muốn chữa khỏi bệnh cho con gái, chỉ có thể đến đó tìm hiểu. Vậy là Rose giấu chồng đưa con gái tới ngọn đồi câm lặng. Khi họ đến một cây xăng, Rose thấy tranh vẽ của cô gái vô cùng u ám. Cô ấy hỏi Sharon, cô bé vừa khóc vừa nói, con không biết sao nữa, bức tranh này không phải cho con vẽ. Tiếng khóc thu hút sự chú ý của một nữ cảnh sát, bởi vì vài năm trước từng xảy ra vụ án người đàn ông giúp con xuống hầm mỏ vậy, nên cô đặc biệt để ý đến hai mẹ con Rose. Nhưng lúc Rose trả tiền xăng, nữ cảnh sát bước lại gần hỏi xem Sharon có cần giúp đỡ không. Sharon cảnh giác đóng cửa sổ xe lại, bảo rằng không nói chuyện với người lạ. Bennett cũng không nổi giận, thậm chí còn khen Sharon là đứa trẻ ngoan. Khi trả tiền, Rose phát hiện thẻ ngân hàng đã bị đóng băng. Cô ấy gọi điện hỏi Chris, thì ra sau khi hai mẹ con mất tích, Chris phát hiện kết quả tìm kiếm có liên quan tới đồi câm lặng. Trên đó viết rằng đồi câm lặng là một trong những thành phố ma của Mỹ. Nhiều năm trước, nơi đó chìm trong biển lửa. Hơn nữa tới giờ, lửa vẫn cháy dưới lòng đất. Đó là một nơi không lành. Chris không muốn họ dấn thân vào mạo hiểm, mà nên đến bệnh viện chữa trị. Nhưng Rose đã hạ quyết tâm. Lúc này, cô ấy thấy Bennett đang đứng trước xe mình, liền vội vàng tắt điện thoại rồi lái xe rời đi. Bennett ghi lại biển số xe của Rose. Đường tới đồi câm lặng phải xuyên qua sườn núi. Trên đường chỉ có mình xe của mẹ con Joe. Vì Joe chạy xe quá tốc độ cộng với biểu hiện nghi vấn, nên Barnett đuổi theo kêu cô dừng xe lại. Lúc Barnett bước lại gần kiểm tra, Joe nhìn thấy biển báo gian đường, trên đó chỉ hướng đến đồi câm lặng. Joe bảo con gái thắt chặt dây an toàn, sau đó nhấn chân ga đi về phía đồi câm lặng. Cánh cổng sắt cũng không cản được bước tiến của Joe. Nữ cảnh sát cũng bám theo sau. Bất ngờ loa ô tô phát ra âm thanh rất chói tai. Sharon nghe vậy liền hét lớn lên, rồi luống cuống tắt bỏ cái radio. Chính vào lúc này, một bóng người xuất hiện giữa đường. Rose dò dàng đánh tay lái để tránh, nhưng lại đâm vào lan can bên đường. Rose liền ngất đi. Khi cô ấy tỉnh lại, ngoài trời tự nhiên có tuyết rơi trắng xóa. Thứ khiến cô ấy sợ hãi là không thấy Sharon đâu nữa. Rose sợ hết hồn. Cô ấy dò xuống xe tìm kiếm, chạy được một lúc không phát hiện bóng dáng ai. Lúc này một bông tuyết rơi xuống mặt cô ấy. Rose đưa tay ra sờ thử. Đây nào phải tuyết chứ, rõ ràng là tro tàn sau khi cháy. Rose không biết phải làm sao. Lúc này cô ấy thấy một tấm biển gian đường chào mừng tới ngọn đồi câm lặng. Rose tìm kiếm xung quanh, cô dừng chân lại một thị trấn nhỏ. Nơi đây càng dày đặc tro bụi, chỉ nhìn thấy trong phạm vi 50 mét. Cô hét lớn tên con gái. Lúc này cô ấy thấy bóng một cô bé vượt qua. Rose vội vàng đuổi theo. Cô ấy bám theo đến một cái cầu thang. Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cảnh báo. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, mọi thứ chìm vào đêm đen. Phần cao trào nhất của bộ phim bắt đầu. Rose bật lửa lên thì phát hiện lối đi phía sau bị chặn. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, trở nên u ám ẩm ướt. Đầu đầu cũng bốc lên mùi hôi hám thối rữa. Tiếng âm thanh kim loại va vào nhau. Rồi phát hiện ra một chiếc giường có một thi thể không rõ là gì. Tiếp đó cô ấy thấy một người bị treo lên lưới sắt, nội tạng rơi dưới đất. Càng đáng sợ là người đó vẫn còn sống. Rồi ngớ người ra, cô ấy chưa kịp hoàn hồn, một con quái vật dính đầy tro xuất hiện sau lưng Rồi. Cô lùi lại trong sợ hãi, cô muốn bỏ trốn. Không may bật lửa bị rơi xuống đất, đám quái vật nhanh chóng xuất hiện. Không biết từ đâu mà đông dậy, chúng bao vây Rose. Rose chạy vào trong một căn phòng, đám quái vật đuổi sát theo sau, dần dần bao vây cô ấy. Và lúc tuyệt vọng, đám quái vật bỗng cháy rụi rồi biến mất. Thế giới xung quanh cũng quay lại vắng vẻ như trước. Rose chạy ra đường lớn, cô ấy muốn thoát khỏi đây. Nhưng khi chạy tới cây cầu, cô ấy phát hiện nơi đây là một vực thẳm, dường như đã bị sức mạnh nào đó cắt ngang. Một bà lão điên bỗng xuất hiện sau lưng. Bà ta nói rằng cánh cửa đến thế giới bên ngoài đã bị đóng. Dường như bà ta rất quen thuộc với nơi đây. Rose lấy ra tấm ảnh chụp con gái, cầu xin sự giúp đỡ. Thấy tấm ảnh, bà lão bỗng trở nên kích động, quả quyết rằng đó là con gái mình. Rose chỉ có thể vội vàng bỏ chạy. Cô ấy chạy lại chỗ đậu xe, lấy điện thoại gọi điện cho chồng cầu cứu. Nhưng không ai nghe máy, chỉ có thể để lại lời nhắn. Cô ấy rất hối hận, hành động hấp tấp của mình đã khiến con gái mất tích. Tiếp đó cô ấy muốn rời khỏi đây đã rồi tính, nhưng ô tô không khởi động được. Lúc này Bennett đột nhiên xuất hiện, hóa ra cô ấy đã bám theo Rose
đến với thế giới đầy tro bụi này. Bà Ned phát hiện Sharon biến mất, tưởng là Joe ra tay độc ác với con gái mình, liền cầm tay Joe lại, sau đó đưa Joe đi bộ ngược lại. Joe thấy xe mô tô cảnh sát nằm chỏng trơ, thì ra Barnett cũng gặp tai nạn, đi được một đoạn thì không còn đường, như thể nó đột ngột biến mất vậy. Mặt khác, Chris muốn đến ngọn đồi câm lặng nhưng bị cảnh sát chặn lại. Bọn họ phát hiện ra xe ô tô của Chris, cảnh sát đồng ý đưa anh tới ngọn đồi câm lặng tìm người. Sau khi đến thị trấn, những gì họ thấy hoàn toàn khác với Joe, không có sương mù, không có tro bay đầy trời. Cảnh sát nói với Chris, trước đây anh ấy cũng là người ở đây. 30 năm trước, một trận hỏa hoạn lớn nuốt chửng nơi đây, có người chết, có người bị thương, một bộ phận thì mất tích không tìm thấy thi thể. Trở lại thế giới song song, Joe và Barnett đi về phía trước thì gặp một con quái vật da bọc xương. Cả người nó được bao bọc bởi một lớp da, không mặt mũi, hai cánh tay bị bó lại bên trong lớp da. Barnett cầm súng bắn, người nó xịt ra chất lỏng thối rữa. Joe tranh thủ lúc Barnett đánh nhau với quái vật, cô lặng lẽ bỏ chạy. Sau khi giải quyết xong quái vật, Barnett phát hiện ra càng nhiều quái vật lao đến. Joe dựa vào biển chỉ dẫn để đến một ngôi trường, ở đó cô ấy gặp mấy người ăn mặc rất kỳ quặc. Joe vội vàng chạy đi, cô trốn vào một lớp học. Khi đó một bóng người chạy lướt qua, chính là bóng dáng lúc trước của Joe. Cô vội vàng chạy theo. Joe chạy vào nhà vệ sinh, cô tìm kiếm từng phòng một nhưng không tìm thấy người đó. Cô chỉ tìm thấy một thi thể bị dây thép gai trói chặt. Cảnh tượng hãi hùng khiến Joe nôn tại chỗ. Khi đó cô ấy nhìn thấy trên tường có mũi tên chỉ vào miệng thi thể. Lấy hết dũng cảm, cô lấy một tấm gỗ ra khỏi miệng thi thể. Đang định rời đi thì đụng mặt kẻ bí ẩn. Joe đành trốn vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Và kẻ bí ẩn không ngừng đập cửa. Joe không còn cách nào khác, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Lúc này con chim trong lòng của kẻ bí ẩn kêu lên, bọn chúng nghe vậy liền vội vàng rời đi. Khi Joe bước ra ngoài, bọn chúng đã mất tích. Âm thanh cảnh báo lại vang lên, bóng đêm lại ập xuống. Cô mở đèn pin lên, thấy bức tường xung quanh bắt đầu tróc xuống, trông vô cùng ghê rợn. Thi thể trong nhà vệ sinh cũng sống lại, đầu và chân nó bị buộc lại với nhau, chỉ có thể bò trên mặt đất bằng đôi tay. Có thứ gì đó màu đỏ mọc bức tường, bám theo bước đi của nó. Joe vội vàng quay người bỏ chạy. Khi cô ấy chạy xuống cầu thang, lại thấy thêm nhiều thi thể treo ngược. Tiếp đó là một đống các con bò, và kẻ bí ẩn đã bị bọn họ bao vây. Cô tiếp tục bỏ chạy. Joe thấy một cô bé, vẻ nguệch ngoạc lên tranh. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Joe. Joe hoảng sợ. Tấm lưới sắt bị thủng một lỗ khiến cô rơi xuống dưới. Khi cô ấy đứng dậy, Joe bắt gặp một quái vật đầu kim tự tháp, tay cầm đại đao. Những ai lần đầu thấy con quái vật này đều sẽ kinh hãi trước vẻ ngoài của nó. Joe tiếp tục chạy trốn cái chết. Mặt khác, Chris cũng tìm đến đây. Tuy hai người ở cùng một nơi nhưng lại không thấy đối phương. Chris chỉ có thể dựa vào mùi nước hoa trong không khí. Để đàm phán Joe từng đến đây, cảnh sát bảo đó là ảo giác, sau đó kéo anh ấy rời đi. Joe tuyệt vọng nằm khóc dưới đất. Cô ấy không hiểu, cô ấy chỉ muốn chữa bệnh cho con, tại sao lại gặp phải những chuyện kỳ quái này. Đám quái vật không đếm xỉa đến suy nghĩ của cô ấy. Vô số con bọ lao đến phía Joe. Lúc này một người xuất hiện kéo cô đi. Thì ra là nữ cảnh sát. Một con bọ nằm dưới đất, không ngờ nó lại có khuôn mặt người. Sau khi đóng chặt cửa lại, hai người tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm thì một thanh đao lớn đâm xuyên qua cửa. Quái vật đầu kim tự tháp không ngừng công kích, cửa bị thủng một lỗ to, đám bọ lao vào trong. Quái vật đầu kim tự tháp thò tay vào định phá thanh sắt, và Ned nổ súng liên tiếp cũng không ngăn được. Và đúng lúc hai người tuyệt vọng, đám bọ rơi hết xuống đất, chúng hóa thành tro bụi. Cánh cửa bị phá khôi phục lại nguyên dạng, mọi thứ lại quay về như trước kia. Lần đầu trải qua sự thay đổi này, và Ned hét lớn để giải tỏa cảm xúc. Râu gì đã có kinh nghiệm nên không thấy lạ nữa. Cô ấy đưa tấm gỗ lấy được từ miệng thi thể. Hai người tìm đến một khách sạn theo manh mối. Ở đây bọn họ tìm thấy hai người phụ nữ. Một trong số đó là bà lão điên, người còn lại là cư dân ở đây. Anh đã nói với họ, ở đây vẫn còn những người khác. Cô ấy đến đây để tìm đồ ăn thức uống. Tiếp đó họ phát hiện ra một bức tranh trong tủ đồ số 111. Dựa vào bức tranh, họ tìm đến căn phòng 111, ẩn giấu sâu dưới vách tường. Giữa nó có một lỗ hổng lớn, nhảy qua là đến căn phòng của một tòa nhà khác. Joe tìm thấy cô bé kia. Cô nhìn rõ khuôn mặt của cô bé. Cô bé trông giống hệt con gái Sharon của mình, như thể là chị em sinh đôi vậy. Joe hỏi thăm tung tích của Sharon. Bất ngờ cô bé giang hai tay ra, cả người bốc cháy rồi biến mất. Một đàn chim bay lên không trung. Anna hét lớn, bà Dương tới rồi. Cô ta bảo bọn họ mau chạy đi. Chạy ra tới ngoài đường, vô số chim chóc cũng bay về một phía. Âm thanh cảnh báo lại vang lên. Họ chạy vào giáo đường, tiếng cảnh báo phát ra từ đây. Lúc này rất kinh ngạc phát hiện đây chính là nơi mà con gái vẽ trong tranh. Đám người xuất hiện, hốt hoảng chạy vào trong giáo đường. Còn bà lão điên thì kéo tay bà Ned lại, bảo họ đừng tin những người ở bên trong. Chính vào lúc này, bóng đêm buông xuống, bậc thang hóa thành tro bụi bay lên trời. Cả hai chỉ có thể chạy vào giáo đường. Bà lão đen giơ ngón tay lên, quái vật đầu kim tự tháp xuất hiện sau Anna. Rose và Barnett nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn. Anna bị quái vật đầu kim tự tháp bắt, rồi nghiền nát cô ấy. Sau khi chạy vào giáo đường, dưới sự chỉ dẫn của người đứng đầu, đám đông bắt đầu cầu nguyện.
bóng tối bị chặn lại bên ngoài giáo đường. Mặt khác, sau khi rời khỏi ngọn đồi câm lặng, Chris cảm giác cảnh sát đang giấu mình chuyện gì đó. Đêm đến, anh đột nhập vào phòng lưu trữ tài liệu. Kết quả trong hồ sơ về đồi im lặng có một bức ảnh cô bé giống y hệt Sharon. Anh đến trại trẻ mồ côi nơi anh nhận nuôi Sharon để hỏi thăm lai lịch của con gái, đồng thời đưa bức ảnh cho nữ tu xem. Nữ tu mãi không chịu mở lời. Lúc này cảnh sát tới nơi còng tay Chris lại vì tội đột nhập. Sau đó nói với Chris, anh ấy biết cô bé trong bức ảnh, nghe nói cô ấy bị ngược đãi và đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Cảnh sát khuyên anh mau về nhà, những gì còn lại hãy để cảnh sát xử lý. Phía Rose sau khi bóng đêm tan biến, cô hỏi thăm Bella tin tức con gái. Bella nói với Rose, chỉ có Ma Dương mới biết con gái cô ở đâu. Muốn tìm con gái thì đi tìm Ma Dương. Vì muốn tìm con gái, Rose đồng ý đến lãnh địa của Ma Dương. Bà Ned khuyên cô nên nghĩ lại. Rose nói vì con gái tôi có thể xuống địa ngục. Bà Ned nói một câu thoại vô cùng kinh điển. Bố mẹ là thượng đế trong mắt con. Bọn họ được đưa đến một bệnh viện. Bella nói với Rose, Ma Dương ở trong phòng B151 ở bệnh viện. Khi chuẩn bị vào thang máy, Bella vô tình nhìn thấy ảnh Sharon và ta hét lớn. Tại sao con gái cô lại giống phù thủy Alexa? Bà ấy ra lệnh thuộc hạ bắt hai người lại. Dưới sự bảo vệ của Barnett, Rose thuận lợi bước vào thang máy. Còn Barnett bị thuộc hạ của Bella đánh một trận tơi bời. Sau khi xuống tầng sâu nhất, Rose tìm đến phòng B151, cô gặp một quái vật ăn mặc như y tá. Chúng đứng yên bất động khi Rose chiếu đèn pin lên người chúng. Quái vật lập tức động đậy, đi về hướng ánh sáng. Sau khi Rose tắt đèn pin, chúng lại đứng yên bất động. Rose nhanh trí dùng đèn phim để đánh lạc hướng chúng. Còn cô thành công chạy vào một căn phòng khác. Căn phòng mênh mông, một màu trắng. Rose dùng tay che hai mắt, giọng nói vang lên trong đầu, tiết lộ cho Rose sự thật. 30 năm trước, một cô bé gái tên là Alexa, mẹ cô bé là một bà mẹ đơn thân. Vì không có bố nên bị bạn bè ghẻ lạnh. Alexa phải chạy ra nhà vệ sinh. Cô bé gặp gã nhân viên dọn vệ sinh biến thái Colin. Ngay tại nơi này, mẹ của Alexa tìm thấy cô bé trong nhà vệ sinh. Nhưng bi kịch của cô bé không dừng lại ở đó. Vào thời đại đó, làm mẹ đơn thân bị xem là tội ác, nên con gái của họ cũng bị xem là dơ bẩn. Thủ lĩnh công giáo Banla lừa Gallery rằng có thể thanh tẩy tâm hồn và cơ thể của Alexa. Người mẹ tưởng là thật đã cho con gái cho Bella khỏi. Họ đưa cô bé đến căn phòng số 111 làm nghi thức quả thiêu. Chuyện bất ngờ là vòng tay đột nhiên bị đứt, giá sắt rơi xuống làm đổ ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, mọi người đều chạy lấy mạng, không ai quan tâm đến sống chết của Alexa. Chỉ có một cảnh sát can đảm chịu đựng cái nóng khủng khiếp của Alexa ra ngoài. Cảnh sát này chính là cảnh sát đã đưa Chris vào ngọn đồi câm lặng, cũng là người duy nhất sống sót. Toàn bộ da thịt của Alexa đã bị đốt cháy. Cô bé được đưa tới bệnh viện điều trị. Alexa cảm thấy thật cô đơn, sợ hãi và tuyệt vọng. Cảm giác này dần dần biến thành thù hận. Cô bé hận toàn bộ mọi người, kể cả cô y tá, vì tò mò mà nhìn lén con bé. Ngày càng lún sâu vào hận thù, một Alexa hoàn toàn mới đã ra đời. Alexa đen tối dùng ma lực biến nơi này thành một thế giới riêng biệt, khiến những người không bị lửa thiêu chết đều bị cuốn vào thế giới quỷ ám này. Mà trong thế giới này, con người sẽ không phát triển nữa. Chỉ có Alexa sẽ tiếp tục lớn lên, nên vẻ ngoài của tất cả mọi người không có tí thay đổi nào. Con đường trả thù của Alexa bắt đầu từ đây. Sau khi Rose mở mắt, cô phát hiện đây là phòng bệnh. Có một cô y tá mặc áo đỏ đang đứng xoay lưng về phía cô. Nằm trên giường bệnh là Alexa thật khi đã trưởng thành. Alexa đen tối cũng xuất hiện ở đây. Rose hỏi tung tích của con gái. Alexa đen tối nói rằng Sharon chính là sự lương thiện cuối cùng của Alexa. Nó hóa thành một sinh mệnh và Alexa đen tối đưa tới diện trẻ mồ côi bên ngoài. Sau đó Alexa đen tối muốn Rose giúp con bé trả thù. Tuy thế giới này do con bé tạo ra, nhưng vì giáo đường có thánh vật bảo vệ nên con bé không vào được, chỉ có Rose mới có thể tiến vào. Con bé nói Sharon đã bị Bella bắt. Nếu còn không đi cứu thì có kết cục giống như Alexa năm xưa. Rose không còn đắn đo thêm nữa. Alexa đen tối ôm lấy Rose rồi nhập vào người cô. Máy quay chuyển tới mặt của y tá. Năm đó, vì nhìn lén Alexa, cô bị móc mắt và bị trừng phạt phải ở đây hầu hạ Alexa. Trong giáo đường, một nhóm tín đồ trói Barnett trên giá, giống như những gì Alexa đã trải qua năm đó. Họ định thiêu chết cô ấy. Khi đang chuẩn bị xuống tay thì Rose đến. Nhìn thấy Barnett bị thiêu thành than, cô nói hết sự thật. Tất cả chỉ là lời nói dối của Bella, nhưng không ai tin cô ấy. Thậm chí còn ra tay đánh cô. Rose không ngừng dành trần tội ác của Bella. Bella nhìn thấy một số tín đồ dao động, ả ta nổi điên và rút dao đâm Rose. Cô ngã xuống, máu của cô cũng thấm xuống sàn. Bóng tối dần dần bao trùm. Vết thương của Rose bắt đầu trào máu. Tế đàn bắt đầu biến đổi, biến thành một cái lồng sắt quan phế. Alexa nằm trên giường bệnh dần dần trồi lên từ lòng đất. Vết thương của Rose cũng lành lại. Rose đứng dậy, đằng sau là những sợi thép đang nâng Alexa lên cao. Bella sợ hãi, sự trả thù giờ đây mới bắt đầu. Bella bị vô số các sợi xích kéo lên không trung. Các tín đồ cũng không thoát khỏi kiếp nạn, đã bị các sợi thép giết chết. Đoạn này có thể nói là cảnh nghệ thuật nhất bộ phim. Nhìn Bella ngông cuồng bị giày vò trong hoảng loạn, đúng là sướng quá mà. Kẻ độc ác phải bị trừng trị. Alexa đen tối đã báo được thù. Cô bé vui vẻ nhảy nhót trong màn mưa máu.
Nhưng lúc hỗn loạn rồi đã cứu được Sharon, cô che mắt con lại. Đợi khi cảnh chết chóc này kết thúc, Sharon đánh mở mắt, nhìn thấy Alexa qua khe hở ngón tay, nên đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại, bóng tối đã biến mất, giáo đường cũng không còn máu me gì cả. Trừ mẹ của Alexa, tất cả những người khác đều biến mất, rõ ràng bị giết cả rồi. Alexa không giết bà ấy vì đó là mẹ của con bé. Rồi đưa Sharon về xe, nhưng không còn cách nào nổ máy được. Sau khi Sharon mút ngón tay xe mới khởi động, rồi lái xe thẳng xuống con dốc, con đường lại xuất hiện lần nữa. Bên ngoài đang chìm trong sương mù, về tới nhà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Lúc này Chris cảm nhận được sự tồn tại của vợ. Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy gì. Rồi đã bị nhốt trong thế giới đó, mãi mãi không thể trở về. Lúc này Sharon mới lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Bộ phim kết thúc ở đây, tôi tin rằng nhiều bạn xem tới đây cũng chẳng hiểu gì cả. Đừng vội, nghe tôi phân tích xong, bạn sẽ nhận ra chân tướng thôi. Nguyên nhân của sự việc là như thế này. Nhiều năm trước ở ngọn đồi Câm Lặng, Bella lập lên một tà giáo. Họ sùng bái thiên thần sa đọa Samuel. Một nữ tín đồ sinh ra một cô bé con mang sức mạnh Samuel, đó chính là Alexa. Bella muốn có được sức mạnh đó, nhưng Alexa từ chối. Thế nên cô ta nhục mạ con bé là ác quỷ, kích động các tín đồ. Khi Alexa bị hỏng nghiêm trọng, nhưng Bella vẫn không từ bỏ. Bà ta chuyển con bé tới bệnh viện dưới đất, muốn con bé phục tùng mình. Nhưng không ngờ thần lực Alexa thức tỉnh, con bé dùng sức mạnh tạo ra Alexa đen tối và dùng phần lương thiện còn lại tạo ra Sharon, rồi đưa Sharon đưa tới diện mồ côi ở thế giới bên ngoài. Lúc Sharon 7 tuổi, Alexa đen tối làm phép triệu hồi cô bé đến giới ngọn đồi Câm Lặng. Bộ phim cũng bắt đầu từ đây. Để hiểu nội dung, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ ba người và ba thế giới trong bộ phim này, đó là Sharon, Alexa đen tối và Alexa bản gốc. Ba thế giới lần lượt là thế giới thực tại, thế giới bên kia và thế giới trong sương. Thế giới hiện thực là thế giới Sharon lớn lên. Thế giới trong sương xuất hiện khi Rose xảy ra tai nạn xe và tình cờ đi vào. Còn thế giới bên kia là thế giới khi bóng tối xuất hiện. Ba thế giới này liên kết chặt chẽ, chỉ có Alexa mới có thể tùy ý ra vào. Xem xong bộ phim này, chắc rất nhiều người bị ám ảnh vì bọn quái vật. Thực ra những quái vật này đều do Alexa đen tối tạo ra. Mỗi một con quái vật đều có nguồn gốc rõ ràng. Loại đầu tiên là quái vật than nhỏ bé, đó chính là các bạn học đã bắt nạt Alexa sau khi bị thiêu chết đã quá thành quái vật. Loại thứ hai là bị thịt, đây chính là hình ảnh tượng trưng lúc Alexa bị trói chặt tay chân, không thể cử động. Loại quái vật thứ ba chính là tên nhân viên vệ sinh biến thái, sau khi Alexa giết hắn đã nhốt vào nhà vệ sinh. Loại thứ tư là những con côn trùng, lúc những con côn trùng này nhấn chìm ba người, khiến người ta đau đớn thật như cảm giác lúc Alexa bị thiêu sống. Loại thứ năm là quái vật đầu kim tự tháp. Đầu kim tự tháp thể hiện cho sự ổn định. Alexa tin rằng mình bị bạn bè bắt nạt bị thiêu sống, đó là do mình quá yếu đuối. Con quái vật này có vẻ ngoài to lớn, cho Alexa cảm giác an toàn. Và quái vật thứ sáu là những y tá quái quỷ kia. Năm đó cô y tá kia vì tò mò nên nhìn lén Alexa, nên Alexa đã khiến tất cả những y tá đã chết biến thành quái vật, cướp đi tất cả cảm xúc của họ. Đàn chim trong phim là để báo hiệu cho sự xâm lăng của thế giới bóng tối. Khi Alexa hợp thể, thế giới trong sương đã được mở rộng ra cả thế giới bên ngoài. Alexa đen tối thấy được tình cảm mẹ con thiêng liêng của Râu, nên con bé muốn độc chiếm cô và không thả Râu ra thế giới thực. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở phần 2 của bộ phim.